Sau đây mời quý vị và các bạn cùng truyền hình Quốc hội Việt Nam nhìn lại những phát biểu ấn tượng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tôi cũng mong rằng là đối với những câu trả lời, những câu hỏi liên quan đến khi nào, bao giờ thì chúng tôi có được câu trả lời. Bởi vì đó không chỉ đơn thuần là câu trả lời mà nó là hy vọng, và chúng ta cũng không nên để những cái hy vọng của người dân trở thành vô vọng khi mà không có câu trả lời. Tôi muốn hỏi Bộ trưởng đâu là điểm nghẽn của vấn đề này và đến bao giờ chúng ta mới có thể khắc phục được triệt để vấn đề này? Đến bao giờ? Tôi thì sợ nhất trong Quốc hội là cái câu đến bao giờ. Chúng tôi đề nghị là Bộ trưởng trả lời thẳng. Người nông dân mình đang trông chờ đây. Rất cụ thể. Thực trạng nó đang thế nào? Chủ trương đã có thế thì nghị quyết có thế rồi, bây giờ Bộ định làm cái gì? Và làm thế nào? Tôi có cái đề xuất. Ví dụ như đại biểu Trần Thị Hoa Ri nói là giá vật tư cao rồi được mua mất giá nghẽn ở đâu? Khi nào giải quyết được bỏ đi ở địa phương thì không cần cái buổi chất vấn này. Giá vật tư đầu vào tăng cao, có những loại phân bón tăng đến 200%, trong khi đó giá bán nông sản thấp, có thời điểm không tiêu thụ được. Tôi cũng rất là tha thiết mong rằng nếu mà 14 triệu hộ nông dân chúng ta vào kinh tế tập thể như cái bức thư của Chủ tịch nước cũng đã gửi cho bà con xã thành viên các hợp tác xã. Tại sao tôi nói vô hợp tác xã thì nó có lại cái câu chuyện liên quan tới giá. Bộ trưởng đã từng đưa ra thông điệp chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp trách nhiệm với sức khỏe hàng trăm triệu dân. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp vẫn là sự phiền muộn chưa bao giờ nguôi của hàng triệu dân. Xin Bộ trưởng cho biết, đến khi nào người dân mới có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp? Một nền nông nghiệp Việt Nam mang ba cái lời nguyền, xin đại biểu Quốc hội thông cảm, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù là nơi đất đai rộng nhất trong các đồng bằng của cả 6 bảy vùng sinh thái chúng ta, nhưng mà bây giờ kiểm điểm lại vẫn là nơi manh mún. Lịch sử nước ta chứng minh là khi nào công nông liên minh dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cách mạng sẽ thành công. Ly nông nhưng cũng ly hương, đó là điều chúng tôi mong muốn, và chúng tôi cho rằng điều này khi sửa luật đất đai chúng ta sẽ làm được.